chưa cần đồng hồ nhân hòa của Việt Nam xuất hiện trong phim bom tấn Mỹ. Người hâm mộ phim Marvel của Việt Nam phát hiện chiếc cân đồng hồ màu xanh quen thuộc trong bức ảnh trên trường quay Black Panther 2. Ra rạp vào đầu tháng 11, Black Panther, Wakanda Forever, tựa Việt, Chiến binh báo đen, Wakanda bất diệt, hiện là bộ phim hút khách nhất các rạp chiếu phim trên toàn cầu, bao gồm cả Việt Nam. Không chỉ những cảnh quay trong phim, hình ảnh và những câu chuyện hậu trường cũng nhận được sự quan tâm từ đông đảo người hâm mộ phim Marvel. Ngày 16 tháng 11, mạng xã hội đang xôn xao về bức ảnh trường quay Black Panther 2 chụp quá trình ghi hình ảnh đoàn quân của phản diện Namor tấn công Wakanda theo đường thủy. Phán Việt tình ý phát hiện một món đạo cụ được sử dụng trong cảnh phim có hình dáng giống chiếc cân đồng hồ màu xanh là quen thuộc. Chi tiết này khiến cộng đồng mạng trong nước phấn khích. Hầu hết đều chắc chắn món đạo cụ là chiếc cân nhân hòa nổi tiếng. Một số người đặt nghi vấn liệu cảnh quay được thực hiện tại chợ nổi ở Cần Thơ không. Trên thực tế, khả năng này rất thấp vì phía nhà sản xuất từng tiết lộ phần lớn cảnh quay diễn ra ở Atlanta, tiểu bang Georgia, Mỹ. Số khác đưa ra lời giải thích hợp lý hơn là những thành viên người Việt thuộc bộ phận hậu kỳ cố tình cài cắm chi tiết thú vị này. Ngoài chiếc cân đồng hồ, cư dân mạng còn chia sẻ ảnh chụp phần credit, chạy chữ, cuối phim xuất hiện nhiều cái tên tiếng Việt tham gia vào dự án với vai trò khác nhau. Nhiều bình luận bày tỏ sự thích thú được để lại, có cả đội người Việt luôn, quá đỉnh. Người Việt vẫn luôn xuất sắc, thật đáng tôn trọng, tự hào ghê. Black Panther, Wakanda Forever là phần phim riêng thứ hai của thương hiệu điện ảnh về siêu anh hùng báo đen thuộc vũ trụ điện ảnh Marvel. Phần đầu, phim kể về quá trình Shuri, Letitia Wright tìm cách khôi phục thần dược tâm hình thảo. Với hy vọng cứu được anh trai là vua T'Challa, cố tài tử Chadwick Boseman, đang hấp hối vì căn bệnh bí ẩn nhưng không thành. Phần sau của phim tập trung vào cuộc chiến bảo vệ vương quốc Wakanda khỏi sự can thiệp của các thế lực thế giới sau cái chết của T'Challa. Từ thời điểm ra mắt, phim nhận được nhiều lời khen, chê. Điểm cộng là bom tấn siêu, anh hùng giàu tính giải trí, hình ảnh ấn tượng, nghệ thuật. Các khâu như thiết kế sản xuất, trang phục, hành động, kỹ xảo và âm thanh được đầu tư kỹ. Nội dung cũng sâu sắc và nghiêm túc hơn những dự án Marvel gần đây. Tuy nhiên, phim chưa thuyết phục được khán giả và giới chuyên môn do cách phát triển câu chuyện chưa hợp lý, còn khó hiểu và nhiều cảnh thừa. Tính đến ngày 16 tháng 11, phim nhận được điểm đánh giá 84% của các nhà phê bình chuyên nghiệp và 95% từ người xem trên Rotten Tomatoes. Doanh thu của phim cũng khả quan, thu về 330 triệu USD trong tuần đầu tiên ra rạp toàn cầu, trong đó khoảng 180 triệu USD tại các rạp chiếu Bắc Mỹ tính từ ngày 11 tháng 11.